hồi nhỏ, lúc con mới 2 tuổi thôi thì cha mất rồi. Thật ra là mẹ một mình ở vậy cu mang đó. Rồi cũng có những người đàn ông cũng đến với mẹ đó, nhưng mà mẹ không có chịu. Chắc mẹ thương con, sợ con khổ, thành ra là không dám bước đi bước nữa. Con còn nhớ cái lúc mà bị giảm biên chế đó, cái về cái hai mẹ con kéo bắp bán, mẹ nhớ không? Bắp nướng bán rồi cái mẹ cứ đuổi vô, mẹ kêu không có cho nướng, ý là con cũng phụ mẹ bán đó, nhưng mà mẹ kêu thôi đi vô đi, tại mẹ sợ bạn bè gặp cái cười con rồi đó, con trai mà. Cái thì lúc đầu cũng nghe mẹ cũng đi vô mấy bữa mà thấy tội mẹ quá. Hôm nay em đến nơi chương trình hôm nay á, là trước tiên cũng gửi một ca khúc đến đó cho mẹ, vì ca khúc đó là mẹ rất thích nghe ạ. Và em xin phép mời mẹ lên được không ạ? Được chứ ạ. Dạ, thấy mẹ em hiền không quý vị, hiền cho chàng ngón tay vậy ạ. Nhìn hai mẹ con đi chung giống như là em dành ăn với mẹ hay gì hết. Mẹ nhỏ xíu à. Dạ, đây là mẹ em ạ. Nói chung là dạ chào cô ạ. Hôm nay thưa mẹ, là thực sự là con cũng nhờ cái chương trình này, là con có muốn lời nói với mẹ. Ngại lắm không nói được, thầy cũng nói đại thôi. Dạ, hồi nhỏ, lúc con mới 2 tuổi thôi thì cha mất rồi. Biết vậy rồi, nhưng mà mẹ nghĩ là giờ này mẹ cũng từng tuổi này rồi thì phụ với con, giúp con được lúc nào thì hay lúc đó, chứ mẹ đâu biết ngày nào mẹ ra đi. Trời ơi. Để con nói vậy thôi, mẹ cũng ghi nhận cái lời của con. Mẹ cũng ráng ăn uống, bồi dưỡng này kia, cũng đi thuốc thang. Con cũng lo cho mẹ đàng hoàng, hồi nhỏ thì mẹ lo cho con. Bây giờ mẹ già rồi, con làm cái tiền thì con lo lại cho mẹ vậy thôi. Dạ. Chứ mẹ nhớ cái câu con nói, nhiều khi cũng nói đùa. Con nói bây giờ á, không có tiền bạc, không chịu chữa chạy, không lo thuốc tan, không lo ăn xài gì đi, để mốt nhiều khi rồi cái không phải nói gỡ chứ. Có chuyện gì vẫn lẽ làm đám giỗ thật to, thật lớn, là mời ta ăn, là chia quà, chia thịt cái gì. Mấy con nói mẹ hoài là vậy đó. Nên mẹ cứ phải sống cho mẹ một chút. Mẹ biết rồi, nhưng mà ngày đó sẽ còn xa lắm. Dạ. Tại vì mẹ của anh Dũng nhìn vẫn rất là trẻ, nhìn rất là đẹp. Dạ. Dạ, thấy vậy yếu lắm chị ơi. Dạ. Thật sự là em mới đi chích xong, bị viêm khớp đó, là đau lắm. Bây giờ là đi á, thì nếu mà đi
để không đi chích á thì đau, mà chích thì sẽ bị ảnh hưởng về sau, bị mục xương. Mẹ con cũng bị giống cô vậy đó. Mẹ con đi cầu thang đi lùi không à? Đi ngược xuống vậy nè mới xuống được, chứ không có đi bình thường được. Mà mình lớn tuổi thì nó cũng không có vấn đề này, cũng có vấn đề khác dạ, hả? Thôi bây giờ con mời cô với mời anh dạ. sang đó mình nói chuyện, tại vì có Gil với lại Will cũng đang chờ hai mẹ con để mình chia sẻ với nhau nhiều hơn nghe con. Dạ dạ. Con của cô cũng rất là có hiếu mà có duyên nữa. Anh á nói chuyện rất là dễ thương, thật thà mà rất là đáng yêu. À, anh hát cũng rất là hay nữa, bài hát đó là mẹ anh thích lắm đúng không? Dạ rồi, cảm ơn. Tại vì ở nhà thấy là mẹ hay thích mở cái bài đó mà, đó là của ba Ngọc Sơn hát á. Dạ. Dạ, cứ hát bài đó thấy nghe hoài nghe hoài. Thường thường dạ, vâng. Ta nói con hát hay là phải giống ba hoặc giống mẹ. Giống như thường thường con xin phép nói là thì con hát con không phải là xuất sắc lắm đâu, cũng hơi hay hay tí thôi. Thì là con hát giống ba con cũng hát hay lắm. Nghĩ là chắc cô cũng hát hay đúng không nhỉ? Dạ, hồi đó thì cũng có đi hát nhưng mà giờ già rồi không có tiếng nữa. Bây giờ cô hát cho một đoạn cho mọi người nghe được không cô? Dạ. Một bài nào cô thích nhất thôi, một xíu một thôi cũng được cô. Đêm trắng đêm trong đèn tôi viết những chuyện xưa bọn mình. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kế thân đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh, gói tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh, vào đời bằng tiếng hát chân thành, nhớ không anh nghĩ gì là xa cành. Vậy là anh Dũng đã thừa hưởng điều này từ bây mẹ giờ rồi. Cô à, đã hơi lớn một tí mà cô đã hát hay như vậy, mà hồi trẻ chắc còn hát hay kinh khủng nữa. Anh Dũng chắc anh cũng có tham gia ca hát phải không? À, dạ cũng có đi hát thường xuyên. Nói chung là mẹ cũng mong là Dũng có tên tuổi, mà thấy tuổi càng ngày lên mà tên chưa thấy. Dạ em biết là trong gia đình là anh Dũng là con một à? À, là con một. Dạ con một. Vì lúc 2 tuổi là cha mất tiêu rồi. Dạ vâng ạ. Thành ra là mẹ ở vậy luôn. Thấy anh và mẹ cũng rất là cởi mở, rất là dễ thương với nhau, nói chuyện rất là gần gũi. Mà em không biết là tại sao hàng ngày mình sẽ không có một cái dịp nào đó để anh gửi lời đến mẹ. Đàn ông á. Ra không lẽ giờ tới mỗi lời mẹ nó ngại ngại. Giống em cũng y chang. Tức là khi mà kiểu như về kiểu gặp mẹ á, tức là hồi nhỏ thì mình còn có thể là ô con thương mẹ quá, mẹ thương con lúc đây. Xong càng ngày mình lớn lên á, mình có gia đình hay là mình có công việc riêng, mình đi làm việc ở ngoài nhiều á, thì đôi khi thí dụ như hai cha con dù ngồi xuống uống ly rượu ly bia, mình nói chuyện xả lả nhau nó dễ. Còn với mẹ thì đôi khi nó phải cần có cái sự tập trung với mẹ nhiều hơn, đôi khi cũng hơi ngại một tí. Nhiều khi mấy anh không có thể hiện nhiều cho nên là mẹ hay suy nghĩ, chứ không phải là mấy anh không thương mà cái khó để mà thể hiện là đàn ông khó hơn đúng không anh? Nhưng mà thường thì anh có hay nói những lời yêu thương với mẹ anh không? Thường là chỉ đùa cợt cho mẹ vui thôi, chứ cũng ngại nói nghiêm túc thương. Là không dám nói. Đúng rồi, do đùa cợt mẹ vui vậy đó. Ví dụ như là... nhiều khi mà như là thấy mẹ bệnh, mẹ họ có hỏi mẹ đi khám bệnh chưa, uống thuốc chưa, rồi cái chuyện gì có sao thì mẹ nói cho con biết để con lo, chứ nhiều khi con không biết. Lúc mà nhỏ đó thì cái thời điểm đó là mẹ công ty mẹ giảm biên chế đó, thành ra công nhân là về nhà hết đâu, thì mẹ mới kéo bắp về nướng đó. Thì cũng thấy mẹ nướng thì cũng chạy ra rồi tập tễnh rồi bắt chước rồi phụ mẹ đó, thì mẹ mới đuổi vào. Hồi trước không biết đâu, mẹ kêu đi vào không cho làm, không biết. Thì thời gian sau mình mới nghĩ là do mẹ sợ ngại với bạn bè, tại còn đi học mà con trai nữa, ra ngồi bán bắp nướng mà quạt rồi. Còn anh có ngại không? Không, mấy bữa sau là lại ra thôi. Mẹ nói rồi, mẹ nói giống như là mình không nghe lời mẹ không phải, nhưng mà ý là hiểu được vấn đề đó là cứ dạy ra. Tại vì bây giờ đã thất nghiệp rồi thì bây giờ sống mẹ đi kiếm cái việc làm bất cứ việc gì để mẹ nuôi con hết, mà cho nó con sao ngại được. Dạ yeah. Anh suy nghĩ được như vậy là rất hay. Tại vì cũng có trong một số của chương trình là có một nhân vật là anh ấy đến để xin lỗi mẹ ảnh, là vì hồi đó mẹ ảnh bán chè mà ảnh xấu hổ,
Anh không muốn cho bạn bè trong lớp thấy mẹ mình bán buôn như vậy. Nhưng mà ở tuổi còn nhỏ, thực sự cái suy nghĩ của mình nó cũng còn nông nổi lắm. Nên là ở tuổi đó mà anh nghĩ được như vậy là anh rất là thương mẹ. Mà cô, trong mắt cô, con trai của cô bây giờ có khác ngày xưa nhiều lắm không cô? Thấy cũng vậy. Thấy có vợ rồi có con mà nhiều khi về cũng hay tin nó tiếu lắm. Chú Lâm nó hay làm cho mình vui, nó cười đó. Mỗi lần về lại cười à. Nó thoải mái. Tấm lòng người mẹ lúc nào cũng vậy chị ha. Lớn cách mấy, có làm cái gì rồi đi nữa, có thành quả như thế nào đi nữa không quan trọng. Cứ về đến nhà là vẫn là đứa con nhỏ hồi xưa của mình. Rồi em thấy tấm lòng của những người mẹ của nó lớn quá. Hồi xưa cái gì cũng dành cho mình hết, dành tất cả cho mình, dành tuổi thanh xuân, dành thời gian, dành sức khỏe cho mình. Vậy mà lớn lên chút xíu, lớn tuổi chút xíu, có chút xíu bệnh á, là lại không nói cho mình biết, lại ngại. Mẹ em cũng vậy, nhìn là mình biết là sức khỏe đã có vấn đề rồi, mà mình hỏi thì không sao đâu, mình kêu đi khám thì lại không khám đâu, mất công lắm thôi. Nói giờ em con gọi cô giáo về tập luyện với mẹ hàng ngày, xong cái cũng muốn nhưng mà hỏi học phí nhiêu, cái mình nói học phí ra, thôi khỏi đâu, không sao đâu, má tự tập thể dục ở nhà được rồi. Nhiều lúc sót lắm, nhưng mà mình thấy tấm lòng người mẹ lúc nào cũng vậy, dành hết tất cả cho mình. Và mình lớn cách mấy đi nữa thì vẫn xem mình như là một đứa con rất là nhỏ. Nhưng mà con ước gì, ví dụ như các cô, các mẹ, tất cả các người mẹ, nếu mà được hãy mở lòng với lại con của mình một chút xíu. Nếu mà thực sự mệt trong người, bệnh hay là gì đó, hãy nói cho tụi con biết. Tại thực ra tụi con có thể nhận ra, có thể nhận thấy được. Và mà các người mẹ cứ nói là không sao đâu, ổn mà, thì câu nói đó nó sót lắm. Thì mình muốn giúp nhiều hơn cho mẹ mình, để mẹ mình cảm thấy thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn. Hoặc là mình lớn rồi, mình tiếp xúc ra ngoài, mình đi, mình biết được những cái phương pháp, những cái thuốc nào nó tốt, thì hai mẹ con chia sẻ với nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn và đỡ xót xa trong lòng nhiều hơn ạ. Cho nên các mẹ đừng ngại là tụi con sẽ lo lắng nhiều, và phải cho tụi con lo lắng, phải cho tụi con trưởng thành để có cơ hội chăm sóc lại các mẹ, các ba. Baby, thật ra cái lúc bây giờ, thí dụ như anh đã có gia đình rồi, thì em nghĩ là ngay cả bản thân em, khi mà em về mà em mua một cái gì đó, hoặc là anh hỏi bố mẹ là đi ăn không, đi ăn nhà hàng không, nhắc đi, kêu không, tốn tiền. Mắc lắm. Ôi, lúc không nào cũng vậy, lúc nào cũng nói tốn tiền, cái này cũng sợ tốn, thôi con giữ con xài thôi. Thậm chí nhiều khi mà mình gửi tiền về á, không xài nha, cất đó, nào cần sẽ đưa. Nhiều khi em nghĩ là nếu mà em có gia đình rồi, chắc bố mẹ sẽ còn tiết kiệm giùm cho em gấp 10 lần lúc em còn độc thân nữa. Tiết kiệm cho cháu luôn á. Tiết kiệm giùm cháu luôn. Mà thậm chí là có một cái chuyện mà đúng thiệt đó là tình cảm của những người mẹ là thiệt lớn lắm, là bởi vì là cái lúc mà cái thời mà khi mà em vừa bước chân vào 365 ấy, là lúc đó là năm 2010, thì lúc đó là tóc mẹ con cũng đen như cô bây giờ, đen thì đen đen mượt luôn. Thì lúc đó là con quyết định là ngưng việc học, bỏ ra ở riêng, đi ra ngoài ở luôn, không ở gia đình nữa. Là trong vòng 6 tháng sau khi mà thực tập với 365 xong, được cho phép về nhà, về là thấy tóc bạc. Thế là phải là lo lắng lắm luôn, lo nghĩ nhiều lắm. Mỗi đứa con đều có một giai đoạn, dù có thể là nó không thay đổi về mặt khoảng cách địa lý, nhưng mà cũng phải tự bước ra cuộc đời để mà tự làm những điều mình muốn. Và trong cái giai đoạn đó thì thường chúng ta sẽ đặt cái mục tiêu của công việc, của sự nghiệp, hoặc là của những mối quan hệ khác, đôi khi nó còn quan trọng hơn gia đình nữa. Ý em là một giai đoạn nào đó, có thể là chúng ta khi không để ý thì chúng ta sẽ dễ rơi vào cái tình trạng như vậy. Và đó là cái lúc mà cha mẹ lo lắng cho mình nhất. Nhưng mà nếu như cái thời gian đó của mỗi người nó ngắn thôi thì cũng không sao. Mình lại quay trở về bên gia đình của mình, quay trở về bên cha mẹ của mình để thấy rằng là không đâu bằng tình thân hết. Anh Dũng lớn như vậy nhưng mà tất cả những cái lời anh nói dành cho mẹ, anh cười không à? Mẹ anh cũng cười không à? Mà làm tụi em khóc, làm tụi em rơi nước mắt, bởi vì tụi em cũng thấy mình ở trong đó. Yeah. Ở tuổi này cô còn mong ước gì không cô? Ngoài chuyện là mình có sức khỏe ạ. Ngoài sức khỏe ra hả? Là cái sức khỏe là trước đầu tiên rồi. Mong thứ hai là cho con nó được thành đạt.
Ba nữa là ước mong như là được mình hâu một cái bản nhạc mà mình thích nhất do chính con mình nó miết cho mình luôn á, để kỷ niệm á. Tức là cô muốn có một bản nhạc mà mình thích, rồi mình hát cái bản nhạc đó mà cái bài đó phải do con của mình nó mix cho mình, phải không ạ? Dạ. Cầu được ước thấy luôn cô. Con hứa vô là cầu được ước thấy. Thiệt. Và bây giờ thì mời cả nhà mình ha, mình cùng nghe bản nhạc này. Mọi người thử nghe xem là nó có hay hay không ạ. Ủa, nó nào vậy? Mẹ hát hả? Không biết vô hả? Mẹ em. Trời. Cô thử hát. Đêm trắng đêm trong đêm tối phiêu, những chuyện xưa bọn mình. Tôi hát mà. Là cô hát đúng không? Dạ. Anh với tôi. Cô nghe thử đi. Dạ. Là cô đã thu rồi á. Dạ. Dạ. Thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi mình mến, vui tay nhau tàn cành, nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Cô thấy ưng ý không cô? Có thấy hài lòng không cô? Thôi cảm ơn. Dạ, cảm ơn chương trình này. Cảm ơn chương trình đã cho tôi được cái ước nguyện vậy đó. Mà cô thích không? Dạ thích. Gil với lại Will nghe bản mix vừa rồi thấy ổn không? Nãy giờ con chỉ sợ là cái lúc mà cô điều ước á, là cô chỉ ước toàn cho anh Dũng, không có ước gì cho cô hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng cô cũng đã ước một cái gì đó riêng cho bản thân mình. À. Là con thấy là cái bài này rất là hay, mà ở tuổi này mà ra được một cái single vậy là hay lắm luôn đó cô. Dạ. Cô ơi, sao cô quá bất ngờ và vì đây là giọng hát của cô vậy ạ? À? Dạ. Cô bị dụ đi thu mà cô không biết luôn đúng không? Dạ, tại vì lúc mà thâu cái bản này hình như cũng thâu lúc mấy năm trước rồi. À, lâu mà, rồi. Mà lúc đó là nó nói là nó chưa có hoàn thành cái gì đó. Nó làm lum á. Nó chưa hoàn thành gì, nó chưa tức có là, xong. Tức là mix chưa có xong. Dạ, nó dạ. Nói vậy đó. Để dạ, bây giờ cái, xong rồi. Để cái thời gian lâu á, cái thôi mình nghĩ chắc khỏi luôn. Dạ, cô quên luôn cho dạ, nên cô mới bất ngờ khi nghe. Dạ, rồi. Bất ngờ. Dạ, thưa quý vị. Anh Dũng nha, thu người ta tới hả 3-4 năm giờ mới phát hành nè. Không có à, mẹ ơi, lúc mới học. Mẹ ơi, để con thú thiệt với mẹ luôn. Dạ. Là cái bài mic đó là của chương trình hỗ trợ mic giùm con để tặng mẹ thôi. À, dạ. Dạ chứ hôm nay con nhờ chương trình này con khai thật với mẹ là con không thể nào mic được. Con cố gắng lắm luôn không thể được. Nhưng cái chất giọng mẹ nó hơi mỏng giống như cô Bạch Tuyết, mà con mic sao ra giống như cô Khánh Ly vậy đó, gần vậy đó. Cái kiểu vậy đó, nó thấy không giống rồi, không được. Thành ra con cứ để hoài. Rồi con mới nhờ chương trình này con mic giùm để tặng mẹ đó. Chứ con là xin lỗi mẹ là con mic không được. À, con cố gắng hết sức. Xin cảm ơn chương trình nhiều lắm. Cố gắng hết sức. Dạ, đây cũng là một lời chưa nói. Đây đúng là một lời chưa nói, giấu mấy năm đúng luôn. Đúng ra không nói thì chắc là mẹ sẽ không biết. Dạ. Nhưng mà làm như vậy không được. Dạ. Có lỗi lắm, nó áy náy lắm. Cái gì nó cũng phải đúng sự thật đúng không? Dạ. Anh? Dạ, đây là bản cho chương trình mix ạ. À. Còn bây giờ mới là bản do anh Dũng mix. Mời mọi người nghe. Có luôn. Phải giọng mẹ không? Mix anh, tiếng cái con gì nó bay trong đó mà nó rè. Nghe cái tiếng làm như nó rè mà làm như nghe cái hơi của mình nó lấy lên quá. Cô ơi, cái này là giống như là
cái bản này là bản hát live, còn cái bản kia là bản hát đĩa. Còn live đĩa nó y chang nhau, thấy không có khác gì. Cái nào cũng hay hết trơn á. Không, thật sự là nó chỉ có bị cái phần lỗi là chắc do khâu mix thì nó lọt tiếng hay là nó không có, dạ nó không có chuẩn thôi. Nhưng mà về giọng của cô là con thấy nó vẫn vậy. Tức là con nghĩ với một người có giọng hát như cô á, không cần phụ thuộc quá nhiều vào chuyện mix. Tại vì cô đã hát nó đúng cái kiểu của cô rồi, nó đã hay rồi và nó đã có tình cảm rồi. Cho nên là cái sự cầu toàn của anh Dũng là chẳng qua là muốn cho mẹ vui và cảm thấy không tự tin vì mình làm không có được thôi. Chứ còn nếu lúc đó mà anh gửi bản này cho mẹ thì có thể nó không chuẩn như cái bản chương trình mix, nhưng mà giọng của mẹ anh vẫn rất là hay. Cảm ơn. Nhưng mà dù sao cũng là một lời thú nhận. Dạ, anh Dũng phải tặng thêm cho bác thêm một cặp loa nữa để mà về mở cho sớm nghe anh. Mở cho cả sớm nghe và sớm. Nếu mà về sẽ gửi thông điệp nói là thôi thay vì tặng cặp loa thì gửi đường link cho sớm, sớm lên chương trình xem là ok. Gửi thông cáo báo chí đường link cho kiểu. Trai mắt single luôn ha. À, nãy thì mẹ đã nói những điều mẹ mong ước rồi, bây giờ sẽ là những điều mong ước của anh ạ. Chỉ mong sao cha mẹ luôn khỏe mạnh và hết bệnh thôi. Tại vì có đôi lúc mẹ giấu bệnh nhưng mà lục lọi ra thấy giấy tờ thấy hết. Chứ thực sự mẹ lên cầu thang là thấy xót lắm. Đi lên là cái dĩnh đi lên mình nhìn giống như là không biết làm sao mà cứ hỏi không sao đâu, không sao đâu. Mẹ cứ sợ con lo. Dạ. Ước mong chỉ vậy thôi. Anh Dũng, thực ra hồi nãy đến giờ những điều anh nói là những cái điều mà trong lòng của anh. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, ở chương trình là lời chưa nói. Đó là những lời anh đã dặn mẹ rồi. Thì em nghĩ cái câu mà em nghĩ anh nên nói với mẹ anh hiện tại, nó ngắn vào vài chữ thôi, là con thương mẹ nhiều lắm. Anh có thể ôm mẹ và nói với mẹ câu đó. Con thương mẹ. Em thương con. Được không? Mẹ biết rồi, mẹ biết. Mẹ biết con thương con, con thương mẹ nhiều lắm rồi. Được. Mẹ biết. Vâng. Mong mẹ khỏe thôi. Vậy là cũng nói được rồi anh ha. Mãi hôm nay mới nói được. Dạ. Yeah. Mãi hôm nay mới nói được. Có một lời nói đơn giản vậy thôi mà nhiều khi chúng ta không nói ra được. Mẹ còn khỏe như thế này mẹ còn nghe được. Chứ thật sự người lớn tuổi như ngọn đèn trước gió vậy, không biết là ngày mai sẽ thế nào. Nhiều người thì khi họ đi rất nhanh sau một giấc ngủ, cũng có những người thì không đi nhưng mà nằm đó không biết gì nữa. Nên con cái có làm đủ mọi thứ cũng không nghe, không cảm nhận được. Thôi thì mình còn cảm được, mình còn hơi thở, mình còn như thế này là hạnh phúc rồi, đúng không cô? Dạ. Cảm ơn cô nhiều quá. Cảm ơn cô. Tụi con nhìn cô, tụi con rất thương. Tại vì tụi con cũng nghĩ tới mẹ của mình. Thôi thì phải khỏe cô nha. Dạ, dạ, dạ. Phải khỏe. Dạ. Mà con mong rằng là nếu mà có dịp mà chúng ta gặp lại thì lúc đó mẹ sẽ đi với tốc độ nhanh hơn. Không có đau như bây giờ nữa. Anh thì sẽ có thêm những điều anh mong muốn trong công việc của mình đó, thì cũng sẽ được toại nguyện và các con sẽ luôn khỏe để gia đình mình luôn quây quần bên nhau. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Dạ, con không cần phải cảm ơn con đâu ạ. À. Tại vì con cũng chỉ là coi như con cháu của cô thôi à. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn cô đã ơn đến đây. Trình. Giờ hai mẹ con có thể cảm ơn cô dạ, xuống và tiếp tục ngồi theo dõi chương trình ạ. Dạ. À. Cảm ơn hai mẹ con ạ. À.